Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bản tin S News. Và bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Trong tập 10 của chương trình Người ấy là ai mới đây, nhân vật nữ chính Phương Linh đã không được lòng của một vài khán giả. Nhiều người cho rằng cô có những biểu cảm không hợp lý. Và trước sự việc này thì ban tổ chức của chương trình đã âm thầm xóa đi những bình luận tiêu cực. Chương trình Người ấy là ai vốn là một chương trình truyền hình được rất nhiều khán giả yêu thích và mong đợi bởi nó đem lại những câu chuyện thú vị, sâu sắc, đôi lúc lại có những tình tiết hài hước chêm vào. Nhưng mới đây trong tập 10 phát sóng, nhân vật nữ chính là Phương Linh đã vấp phải không ít bình luận tiêu cực và chỉ trích từ một bộ phận khán giả. Cô được cho là có biểu cảm khác lạ, trông đầy tham vọng, toan tính, không có vẻ là một người tử tế đàng hoàng, khiến nhiều người mất thiện cảm và có cái nhìn khác về Phương Linh. Trước sự việc khách mời bị chỉ trích như vậy, phía ban tổ chức chương trình Người ấy là ai đã có hành động là âm thầm bảo vệ cô nàng. Trên kênh chính thức của chương trình, các bình luận quá đà mang tính chất công kích, tiêu cực đã bị bay màu. Đây được xem là nỗ lực rất lớn và là hành động đẹp khi bảo vệ khách mời của ban tổ chức. Ngay lập tức những ý kiến khác đã được đưa ra, nhiều người đã rất hài lòng với cách xử lý của ban tổ chức chương trình, cho rằng họ chuyên nghiệp, tôn trọng và bảo vệ khách mời. Ngoài ra, nhiều người cũng nhắn nhủ ngay bên dưới phần bình luận của kênh chương trình rằng gửi các bạn có lời lẽ quá đáng, đừng chê bai cũng đừng xúc phạm người khác, họ ít nhiều cũng sẽ bị tổn thương. Với làm sao có thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, mà mọi người cứ hùa vào rồi mắng chửi người ta nặng lời, chúng mình cần là những khán giả văn minh. Chúng mình là S News và như thường lệ thì các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho chúng mình.